Chứ mà vòng của em nè, thấy có số 0, số 1 đây nè. Nè, có 1 nè. Nó đi giống giống như em học lái xe nè. Cái 1, 1 thấy không? 2 nè. Thấy không? Nó đổi chân 3 nè. Cái vòng này là vòng của em nè. 4 nè. Em đi lắc khỏi chỗ này thấy cuộc sống ở trong nó sẵn. 6, 7, 8, 9, 10 cứ vậy thôi, đi hoài. Em đi thử coi. Cứ đi hoài thì hồi nó ống cuộc sống nên nghỉ. Rồi một bước qua. Không, em cứ đi thoải mái. Rồi dần dần đi nhanh lên dần à. Hết đau là mới đầu đau, đau đi chậm rồi. Ba. Nó là tiếp tuyến với cái dòng rồi. Bốn, em thấy nó bẻ ngay cái chỗ em đang bệnh. Nè, em thấy bẻ rõ ràng mà phải đi định đúng cái khuôn đó. Rồi số 5, đi theo khuôn. Để nó đúc cuộc sống lại. 5, 16, em có đi tầm chậm nữa. Mà em đi chậm mà nó đau là nó còn đau. Nó đi nhanh hết đau là nó êm. Vậy là em đi và đứng vậy em chỉ lắc lắc xoay qua xoay lại. Nó có hai cái chiều lắc. Một chiều là cái vai song song với bằng chân trước. Nè, bây giờ đứng vậy này xong về chưa? Đó, rồi song song với bằng chân sau. Đó, mà nó không đau là ok. Cứ bước chỉnh, chỉnh vậy đó. Rồi bước một cái nữa chỉnh. Cái số bước số 3. Đó, bước vậy đó. Rồi đứng vậy xoay cuộc sống theo cái bằng chân trước, xoay cuộc sống song song bằng chân sau. Thế nó không có đau là bắt đầu máu nó chạy qua đều chỗ đó rồi. Rồi cái bước mỗi lần nhẹ. Mà thấy chỗ nào đau chỗ nó là nó bị ở trong á. Không có chỗ nó quay đau, có chỗ không có. Là chỗ nó máu nó không có tụ. Chỗ quay theo đầu chỗ máu đang tụ máu đen. Mình đi thứ khi nào lắc hồi tới chỗ đó mà hết đau là sao? Tức là em đi phải kiểm soát hết mấy cái góc. Chỗ nào đứng phải kiểm soát. Nếu tất cả những cái đường cua của nó mà không có đau coi như xong. Còn nếu nó đau là máu đang tụ nó chữa liền. Mình tự chữa. Thành ra cái đó là mình phải tự làm. Tự mình biết là em thấy chỗ nào có cái cua nó đau là biết liền. Cái chỗ mình lắc qua cho lại có chỗ nó không có đau là chỗ đó, tức là nó có bốn góc đi đúng cái góc nào nó đau chỗ nó bị là cái chỗ cái cuộc sống em nó đang lồi ra lồi sụt vô gì đó, cái khí qua nó đi không có thông thì mình đi dễ kiểm soát đó. Cứ một cái song song với bằng chân trước, song song bằng chân sau, cứ lắc một cái. Nếu mà lắc nhanh mà không đau nó cho, rồi lắc từ 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 và lửa lắc chụp 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 xoay qua xoay lại không có bị gì hết, là coi như mình kiểm tra giống như bản lề xoay tới coi luôn mà nó không có đau rồi hết. Và đi suốt vậy trong nửa tiếng đồng hồ. Cái bài số 3 so với cái bài kia. Bài kia bài 6 là nó rộng hơn, bài 4 nó nhỏ lại rồi. Cái được cái xoắn, cái độ xoắn nó xoắn nhiều hơn trước. Nó xoắn tăng dần. Nó là cái bài